Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình làm một cái video về chủ đề công nghệ, gọi là chia sẻ cho tất cả mọi người về cái kinh nghiệm về chọn mua máy tính nhé. Đặc biệt là chia sẻ cho kinh nghiệm cho các bạn những đang đang có nhu cầu về mua máy tính laptop nhưng còn đang phân vân là chưa biết mua máy nào nhé. Thì mình xin nói với các bạn là bây giờ nếu mà các bạn ra ngoài quán ấy thì có rất nhiều mẫu mã máy tính laptop để chúng ta sử dụng, để có thể là máy Dell này, máy Asus, rồi là máy Toshiba, máy Sony, đấy, máy MacBook đấy, của Apple hoặc là Lenovo của Trung Quốc, đấy, vân vân. Thì hôm nay thì với cái mảng máy tính laptop, đặc biệt là các bạn là sinh viên, các bạn học sinh hay mua sử dụng, hoặc là kể cả những bạn đang đi làm văn phòng, các bạn giáo viên, thì về cái máy tính thì rất là nhiều chủng loại, rất là nhiều giá tiền. Thì hôm nay mình chỉ nói gọn lại về với cùng một giá tiền thì mình nên chọn cái máy tính laptop như thế nào. Ví dụ bây giờ các bạn có trong tay 15 triệu đấy, các bạn bây giờ các bạn ra tiệm các bạn sẽ có những cái máy là Asus này, Toshiba này, máy Samsung này, Sony này, hoặc là máy Dell đấy. Thì theo kinh nghiệm mình sử dụng máy tính laptop được 10 năm nay thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn như sau, cũng thông qua cái việc là tham khảo từ cái việc sử dụng máy tính của những cái đứa bạn cũng đang đang sử dụng máy tính với mình. Thì đối với mình thấy như thế này, đối với máy Dell ấy thì ai cũng biết là máy Dell là hàng sản xuất của Mỹ nhé các bạn, công nghệ của Mỹ nhé, máy rất bền và rất là trâu bò. Anh bất kỳ bạn nào sử dụng qua máy Dell rồi thì thấy máy hoạt động rất là ổn định, đặc biệt là ít lỗi về phần cứng. Nếu mà chúng ta lỗi về phần mềm ấy, thì chúng ta có thể sửa được, nhưng mà lỗi về phần cứng ấy, các bạn khi sửa các bạn rất là tốn tiền. Đấy, đặc điểm của máy Dell là hoạt động ổn định, bền lâu. Máy thứ hai là máy máy Toshiba của Nhật ấy. Máy Toshiba là hàng của Nhật thì theo mình thấy thì nó cũng dùng cũng ổn định, nhưng mà ổn định ở khoảng mấy năm đầu thôi. Còn lại từ năm thứ ba, thứ tư trở đi thì máy nó hay bị hỏng laptop, rồi là hỏng phần cứng. Nói chung là hỏng rất là nhiều đấy. Rồi cái máy thứ ba là mình muốn nói đến là máy Asus ấy. Thì một số bạn mà chơi game thì hay sử dụng máy Asus để chơi chơi game, bởi vì cái máy laptop Asus thì người ta thường nói cái men của nó rất là tốt và sử dụng rất bền đấy. Nhưng thực ra mình thấy một số người họ sử dụng máy Asus thì họ cũng kêu là máy Asus thì sau sử dụng khoảng 3 đến 4 năm ấy thì bắt đầu bị lỗi phần cứng các bạn ạ. Bị lỗi ví dụ như là rò điện ra vỏ, hoặc là lỗi ổ cứng, vân vân. Đấy. Rồi máy Samsung hoặc là máy Sony cũng hay bị lỗi vặt. Thì nếu như cùng một giá tiền thì mình khuyên các bạn là nên mua máy Dell. Bởi vì cái máy Dell ấy dù là cùng một giá tiền nhưng mà cái cấu hình của máy Dell nó có thể thấp hơn một chút. Nhưng mà đặc điểm của máy Dell là phần cứng rất tốt và sử dụng rất ổn định lâu dài. Đấy, hiện tại cái máy của mình đang sử dụng đây nha các bạn. Máy này mình mua năm 2012 nhé. Thì bây giờ máy này chỉ mới hỏng có cái bàn phím thôi và hỏng pin thôi. Và hỏng bàn phím và pin thì mình có thể thay được. Còn lại các cái phần cứng như men, ổ cứng, các loa ngoài hoặc là vân vân thì vẫn chưa bị sao. Đấy, mình dùng bây giờ hiện tại là 8 năm rồi, 9 năm rồi. Nhưng mà dùng vẫn rất là ok nha các bạn. Nhưng nếu mà cùng với cái loại máy này ấy, nếu một số các bạn dùng máy máy Toshiba hoặc là máy Asus thì bây giờ cũng trục trặc nhiều vấn đề rồi. Đặc biệt là phần cứng, về men rồi ổ cứng cũng cũng bị trục trặc rồi. Đấy, người ta thường nói là của bền thì tài người thôi các bạn ạ, nhưng mà một phần cũng rất lớn là từ cái hàng sản xuất nữa. Đấy. Thì nếu cùng một giá tiền cả thì mình chắc chắn là mình sẽ chọn máy Dell trước tất cả những máy còn lại. Đấy, tất nhiên là cái này thì theo đánh giá, theo ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn một số bạn thì tùy theo sở thích.
Lại có bạn thấy bảo rằng là máy đeo thì nó bền nhưng mà ngoại hình nó lại xấu. Đấy, một số bạn thì lại thích rằng là máy đeo ngoại hình xấu nhưng mà nó bền thì họ lại mua. Và đặc biệt là một số bạn lại thích cái máy Samsung bởi vì cảm giác nó mỏng nhẹ, nó đẹp. Hoặc là cái máy MacBook Air của Apple thì hàng đấy là hàng cao cấp rồi, chúng ta phải có nhiều tiền chúng ta phải mua được, đúng không? Đấy. Đấy thì tóm lại thì mình cũng khuyên các bạn là nên nên chọn máy máy đeo, nói chung là hàng công nghệ của Mỹ thì nó sẽ tốt hơn cả cái hàng của Toshiba của Nhật, hàng Samsung của Hàn Quốc, hàng Asus là của Đài Loan nha các bạn. Đấy, hoặc là hàng Samsung của Hàn Quốc đấy. Thì với hy vọng là với cái chia sẻ kinh nghiệm của mình sau khoảng 10 năm sử dụng thì các bạn tham khảo và đưa ra cái quyết định để mua cái máy laptop nó phù hợp với cái kinh tế cũng như là nhu cầu sử dụng của bản thân. Đấy, chứ không là sau này nếu các bạn mua cứ bỏ tiền ra mà giá tiền thì cao từ 13, 15, 20 triệu mà mình mua cái máy về mà cứ được 1, 2 năm là nó hỏng, cứ hỏng vặt. Mà đặc điểm của cái máy tính mà nó đã hỏng vặt thì rất là khó chịu các bạn ạ, sửa rất là phức tạp. Đấy, rất là tốn tiền. Cho nên các bạn cần xác định ngay từ đầu là mình nên mua cái máy nào nhé. Và mình khuyên các bạn nếu như trong tất cả các máy đấy mà cùng một giá tiền thì mình cứ chọn máy đeo, mặc dù cấu hình nó thấp hơn một tí nhưng mà nó sẽ hoạt động cực kỳ ổn định, rất bền lâu nhé. Mình sẽ không phải hối hận. Và video của mình đến đây là kết thúc nhé. Thì với hy vọng là cái kinh nghiệm đấy thì muốn chia sẻ cho các bạn, đặc biệt là các bạn giáo viên, học sinh, sinh viên đang có nhu cầu mua máy tính. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình, để mình có động lực làm các video khác chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Rồi chúc sức khỏe tất cả các bạn nhé. Và chúc các bạn mua được cái máy tính mà mình thật ưng ý nhé. Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn.